Tắt tắt máy bơi. Anh em vô xem đầy đủ, Tiến Tuấn chia sẻ anh em cách mở còi chip kêu của ổ khóa thông minh Smoky. Nếu anh em nào chưa biết, có anh em nào biết rồi thì bỏ qua, xin phép đừng được chém gió. Anh em vô xem nhiều, ví một ngày nào đấy khách hàng có nhu cầu muốn anh em làm cái còi chip kêu của tìm xe khóa Smoky của IA, nếu mà các bạn chỉ cần bấm thế này thì đèn xi nhan sáng nhưng còi chip không kêu, thì có hai cách để các bạn kiểm tra: một là đứt dây, hai là hư còi chip. Vấn đề đặc biệt với đèn thứ ba là còi chip này bị tắt chế độ kêu, thì Tiến Tuấn sẽ hướng dẫn cho các bạn biết có ba nguyên nhân xảy ra trên một cái còi chip này kêu được và không kêu được. Anh em vô xem nhiều lên mà có 9 người, Tiến Tuấn chia sẻ luôn cho anh em cái ban này. Lỡ một ngày nào đấy khách hàng mang con xe này vào mà bấm cái FOB là cái remote mà không kêu, phải mở cọc ben ra lại à? Hả? Lại phải xả dầu nữa à? Đâu xả dầu đâu, mở ốc vít thôi chứ. Cẩn thận cũng có sập. Tám người đang xem. Gì đâu mà cứ nghe chạy đổ cầm tô vít đổ sợ dữ vậy không? Lấy cái vài tỷ vô chứ. Đấy, 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 tù cha. Bắt vô. Dựng đứng này lên. Đâu nhắc lên, dựng đứng lên nào. Rồi rồi, rồi, giữ đi, giữ cho nó làm đi. Ok chưa, anh em vô xem nhiều lên. Thì đây nó không kêu. Không kêu thì cái còi kêu này thì luôn luôn nó có một dòng điện 12V là cái dây màu đỏ. Nó sẽ dây màu đỏ này tương đương là luôn luôn có một dòng điện 12V. Thì anh Tuấn xin phép được rút ra này. Và anh Tuấn dí mát. Đấy các bạn thấy không? Đèn LED nó sẽ sáng. Thì chứng tỏ một dòng điện 12V nuôi còi chip thì luôn luôn có dây còn lại là dây dập mát khi các bạn nhấn đầu mót. Thì các bạn chỉ cần cắm cái đèn LED này vào. Ok chưa? Anh em tiếp tục bấm cái remote này nhưng nó vẫn không sáng đèn LED. Thì vấn đề ở đây các bạn hãy đo thông mạch cho Tiến Tuấn từ dây này là cái dây màu đỏ sọc đen chạy xuống chân của SCU là chân số 4. Anh em thấy không? Chân số 4 Tiến Tuấn đã được ghi ở đây luôn trong tài liệu. Chân số 4 này đỏ sọc đen. Mát kèn báo kêu nhá, cái này mát của còi báo kêu là cái này. Thì anh em đo thông mạch rồi mà không bị đứt thì chứng tỏ nó bị vấn đề ở cái ổ khóa này. Thì các bạn chỉ cần đơn giản như này, các bạn mở cái FOB này ở chế độ on là chế độ mở này. Ok chưa? Còi kêu. Rồi các bạn tắt đi lại bình thường. Thì cái đầu móc này vẫn nằm ở chế độ đèn đỏ sáng nhanh là chế độ mở. Thì cái này các bạn chỉ cần đơn giản, các bạn nhấn vô đây cho Tiến Tuấn nhấn luôn, giữ. Rồi, các bạn thả ra một lần và các bạn nhấn lần thứ hai, các bạn dí luôn. Các bạn dí luôn. Ok.
Đấy. Thì tôi sẽ làm lại cho bạn cái con này nữa này, các bạn dí này. Rồi dí luôn. Đấy. Các bạn nghe còi kêu tít một cái là chứng tỏ nó ok. Thì các bạn bây giờ các bạn đi tìm xe. Đấy, thấy chưa? Ok. Các bạn muốn tắt nó đi thì các bạn cũng làm như vậy. Nhấn một cái. Rồi các bạn nhấn luôn. Rồi nó kêu tít tít hai cái thì chứng tỏ cái còi hú này nó sẽ được tắt ở chế độ im lặng. Và ngược lại như vậy, các bạn muốn kích hoạt nó thì các bạn lại tiếp tục nhấn một cái. Rồi các bạn thả luôn. Tiếp tục cái thứ hai các bạn dí, giữ luôn. Đấy. Các bạn dí trong vòng khoảng bao nhiêu giây thì đương nhiên còi chip nó sẽ kêu tít một cái thì chứng tỏ lúc đấy nó đã ở chế độ mở nha các bạn. Đấy, ok chưa? Nếu ở chế độ mở rồi, cái đèn LED này nó sáng khi các bạn tìm xe, nhưng cái còi chip này không kêu thì các bạn thay thế còi chip khác. Nó rất đơn giản, không có gì hết. Ok chưa? Rồi. Các bạn muốn tắt bỏ cái âm thanh còi chip đi, tiếp tục dí nhẹ một cái. Rồi các bạn thả ra. Các bạn dí luôn. Rồi, còi chip kêu hai cái các bạn thả ra. Thì còi này sẽ ở chế độ im lặng. Không dập mát, ngắt dập mát cho còi chip. Rồi các bạn tiếp tục mở, nhấn vô. Nhả ra. Các bạn nhấn giữ luôn. Rồi, đèn khóa tắt. Rồi là ok. Rồi các bạn tắt thì các bạn cũng làm lại, các bạn nhìn đây luôn cũng được nhá. Nhiều anh em nhìn vô cái đèn khóa smart key biểu hiện cái chìa khóa smart key trên đồng hồ. Rồi, nhả ra. Các bạn nhấn vô. Rồi cái đèn smart key này tắt. Rồi, hai cái tít tít là xong và ngược lại. Rất đơn giản cho các bạn. Đúng rồi, cái này là tắt mà mở tiếng kêu. Còn tài liệu ở đây thì Toán in không thiếu một cái thứ gì trên một cái con SCU này. Bởi vì nó chỉ có 12 chân thôi, hai hàng. Còn nó ghi rất rõ trong này cho anh em cái nào là dập mát, cái nào dập lửa. Còn cái này, cái núm khóa này có hai chế độ dây, một dập mát, một dập lửa, nó nằm ở đây. Đây con này con nạp. Đây là một con điện trở công suất. Con này 40W, 5 ohm. Con này điện trở công suất, nó nằm ngay ở đây nha các bạn. Cái này các bạn gọi là điện trở công suất, chứ không phải là xứ gì hết. Đây là dây calai. Các bạn rút ra thì không bao giờ nổ. Các bạn muốn nổ thì các bạn phải câu dây calai này vô cái dây này, cái dây màu vàng chọc xanh, xanh lá, để có một đường truyền tín hiệu xuống con SCU này. Đây, vàng sọc xanh lá. Các bạn thấy hay, hãy chia sẻ cho anh em. Những cái bang này nó rất chi là nhỏ nhỏ thôi, mà nhiều lúc khách hàng mang vào muốn các bạn mở cái còi chip này lên, nhiều anh em mà không biết làm, hoặc là muốn tắt bỏ âm thanh này đi thì các bạn không biết làm. Không giỡn nha, không giỡn nha. Xe này nó chỉ có đơn giản vậy thôi. Có cái đèn LED này các bạn nào thích thì tôi làm tặng kỷ niệm cho các bạn. Khi các bạn muốn thử điện cao áp hoặc mô bình sườn thì nó cũng cực kỳ là dễ thôi. Em cắm anh dây này vô dây này nào, dây tín hiệu rồi nhỉ. Đấy, đúng không?
Thì tôi chỉ cần làm như thế này, các bạn để coi có điện cao áp hay không thôi. Đây. Nếu có điện cao áp, bóng đèn sáng thì chết bị chết mobil. Đây. Rồi tôi bấm đề cho anh em coi. Nếu đèn led của tôi biểu hiện sáng nhấp nháy thì chứng tỏ mất điện cao áp, thì các bạn kết luận cho tôi hư cục mobil sườn cao áp. Được chưa? Nếu bóng đèn led của tôi không hiện thị màu sáng như thế này, nhấp nháy như thế này, thì các bạn kiểm tôi một dây nguồn sau khóa 12V, dây màu nâu và dây màu cam là dây niệu từ IC dập sung và dập mát cho cục mobil sườn cao áp. Thế thôi, một con xe quá đơn giản nếu các bạn dùng cái bóng đèn led. Còn Đình Tuấn nghiêm cấm tất cả những anh em nào chưa biết, đừng bao giờ quẹt những cái này ra mát sườn, bởi vì củ IC nó sẽ chết là đầu tiên. Với tôi thì không bao giờ phải dùng quá nhiều về máy móc hiện đại, bởi vì những cách đo kiểm nó rất cực kỳ là dễ cho anh em. Nếu anh em nào thật sự theo tôi tham gia một khóa học phun xăng điện tử vào đầu năm 2020 thì các bạn sẽ có tất tật những cái dòng xe đời mới để các bạn thỏa sức đam mê. Còn tôi giới thiệu sơ qua cho anh em biết một con Janus khóa thông minh Smoky, thì nó cũng chẳng có gì ngoài khác có vài sợi dây điện thế này thôi. Dây này dây sau khóa, hai dây còn lại là hai dây của ổ khóa thông minh Smoky dập mát và dập lửa cho ổ khóa nha. Còn đây là một cái rắc dây Kalai. Khi rút ra, đồng hồ biểu hiện ổ khóa thông minh Smoky sẽ nháy cho các bạn 4 nháy. Rồi. Còn kể cả dây này là dây kim phun, các bạn cũng có thể lấy đèn led của tôi, các bạn thử vào và giờ lập coi có ok không. Đây, được chưa? Đấy, nếu biểu hiện trên cái đèn led của tôi nhấp nháy liên tục như vậy thì chứng tỏ một dòng điện và nguồn từ IC cấp rất tốt nha, gọi là dây tín hiệu ấy. Thôi ăn cơm đi, ăn cơm xíu rồi về nha các bạn. Ok. Sao? Tụt hả? Nên các bạn đến với Đình Tuấn vào năm 2020 thì các bạn sẽ được trổ tài và phun hết tất cả bài những dòng xe đời mới. Đây là cửa hàng 2, xe còn chừng này. Còn cửa hàng 1 ở trên kia thì anh em cũng biết rồi, số lượng xe tôi đang dựng vừa bán vừa dạy cho anh em học thì rất chi là đông. Còn những con Janus này, ổ khóa thông minh Smoky này, tôi loại trừ cho các bạn tất cả rồi. Các bạn rút luôn cả rắc đọc lỗi để xe ra, nhưng các bạn phải gắn dây Kalai vào. Và đặc biệt các bạn rút ra dây cảm biến VS là tốc độ, hay dây đồng hồ, hay cảm biến TB, thì con xe này nó vẫn hoạt động nổ bình thường cho các bạn biết, không ảnh hưởng gì tới hệ thống phun xăng đến lửa hết. Còn nhiều anh em trên mạng Facebook vô tình nói bảo con xe này mất lửa do nguyên nhân bị đồng hồ hoặc là do cảm biến VS, thì điều này sẽ không bao giờ xảy ra trên một con Janus. Nên tôi muốn live stream hướng dẫn tất cả anh em biết rằng con xe này không bao giờ nó bị tình trạng như vậy. Kể cả rắc cảm biến TB là TBS, anh em rút ra xe vẫn khởi động bình thường. Thì những con này tôi đã live stream chia sẻ cho anh em rất nhiều trên một con xe này. Và tôi rút bóng đèn ra, tôi cắm lại hai sợi dây này cho anh em. Nó sẽ nổ. Nếu không nổ thì chết mô bin sườn cao áp hoặc bugi. Anh em lưu ý nhá. Ok chưa? Có thể xe đang nổ máy, tôi rút luôn con cảm biến tay ga ra vẫn chẳng sao. Đó, ok. Bởi vì trong này giờ nó còn một cái họng ga không? Bởi vì xe này chỉ có trang bị một cái cảm biến tay ga là cảm biến TBS thôi. Nha, ok chưa?
Tôi đảm bảo với các bạn hiện tại những con xe này trên thị trường không thể nào giống hàng tôi khó được. Con này hết bình rồi. Chả ăn cái bình. Con này hết bình luôn nha. Gì mà cứ cọc thì ghê đấy em. Còn con IC ECM nó được giấu nằm ở dưới thùng xăng. Ở đây. Còn đây là kích đi lên, chỉ có mỗi cái bó dây này thôi. Hết một con xe nó làm rất chi là gọn, không có đi rườm rà. Còn mỗi cái này đi lòng vòng 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 qua đây này. Và sạc này thì nó cũng giống nhau. Đây sạc này Nora Glander. Thì tôi có thể thay thế vào cục sạc này của nó luôn cũng được. Sạc này sạc chung cho SI thì tôi có thể lấy cục sạc này tôi bỏ vào tôi test. Sạc này Nora Glander nó hay bị hư sạc nha các bạn. Nếu mà chạy bị hụt ga chập chờn. Nếu các bạn có đồng hồ đa năng thì các bạn có thể đo sạc. Tôi đảm bảo sạc này có thể hư nó quá tải lên khoảng 17-18V. Bởi vì tôi được làm điều đấy và thử nó trên một con xe này rồi. Đổ máy ok liền. Ok. Tôi không biết. Giờ 3:30 cục IC nó bị già điếng. Đây là ok. Cái này bị không đi xe. Có máy tôi test. Ông đợi được rồi. Ok, nó không có lửa, nó bị IC, hiểu không? Bị dài IC rồi, sáng giờ chạy kỹ lắm rồi. Rồi còn nhiều ngoài kia. Nhiều vòng không ra lấy. Phát một nổ. Mẹ làm là phải nổ. Chống không bị gì hết. Giờ nó còn ngon mà đạp gì đạp sau tính. Nói này, bữa làm hết bên kia hết bao nhiêu tiền? Đấy là ông thi đờ, ông lấy tôi rỉ lắm. Mà cái này hư xe đấy, 3:30 đấy. Ông thi đờ thì như trong đồ này nọ, ông lấy cho tôi cả 200 ngàn, như ông bắt tôi mua ở Bình Máu nữa, vậy 600 ngàn mẹ rồi. Ừ, đây không biết, đó chết đi xe nó bị điếng, tôi bỏ máy tôi test phát thì phải lúc có lửa lúc có không. Đấy, con xe công viên đấy. Vậy là bây giờ tính đảm bảo rồi. Đó. Bây bị xe sáng rồi tôi test là bị xe cốc yên đấy, thảm cốc yên đây. Nó bị già, 3:30. Trời, cái chịu bạc không nào. Cái gì đâu mà đủ mé, nó mất 600 ngàn. Đấy, đưa một xe Victor đây này mập. Đây là anh em đó nha. Mẹ đáng lẽ đưa 50 đúng nước mới đúng. Lỗ câu. Khổ mà. Nhiều khi nó muốn quay mày được nhưng mà tao khổ quá không có tiền không quay mày sửa mất tiền cái tao lấy sửa mắc đéo đâu thì mày cái gì nó có giá nó chứ muốn ăn tổ phở ngon là thì mày phải thêm 5.000. Biết phở ông bò không? Phở ông bò bán thêm 5.000 những cái gì nó có giá chứ đâu có mắc rẻ được, đó là anh em mà đúng không anh em? Muốn chơi gái đẹp là phải thêm xị nữa. Giờ ai đi ô tô kìa. Hả? Gì em con cạch? Sửa gì? Có xe nào để 1 triệu, 2 triệu đồ không? Có. Khổ. Bây giờ làm đâu? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bỏ xe này. Chụp cái gì đó hả? Ôi, xin chào anh em nhá. Cái gì nó có giá hết anh em ơi. Đấy mình thì tuấn cái gì nó phải có cái giá trị của nó. Chứ không bao giờ vì đồng tiền rẻ mà làm. Ở sao con thấy dài thế? Hả? Không chia đều nè. Thôi vừa thôi, đều tay thôi. Rồi xin chào tất cả anh em đang theo dõi livestream. Chúc anh em buổi trưa vui vẻ nhá.